Thưa quý vị và các bạn thân mến, 3 trong 9 người đi nhờ chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc đã trở về Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Việt Nam muốn làm cho rõ vụ 9 người đi nhờ máy bay. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra ngày 5 tháng 11 và được truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Thứ trưởng Ngọc khẳng định sẽ xử lý theo quy định và thông tin cho báo chí biết sau khi điều tra và phát hiện sai phạm trong vụ này. Trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra vào ngày 2 tháng 10, báo giới quốc nội cũng đã được Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Đức Chung cho biết rằng ông đã nhận trách nhiệm trong việc 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông không thể cung cấp danh tính 9 người này vì chưa có thẩm quyền. Hôm 18 tháng 10 năm 2019, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã khẳng định 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc nằm trong đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư lên danh sách đi dự diễn đàn đầu tư và thương mại hai nước tại Hàn Quốc. Ông Phúc đã từng thông tin cụ thể về vụ này với Infonet.vn rằng họ không ở trong đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sang thăm chính thức Hàn Quốc. 9 người này chỉ đi nhờ chuyên cơ. 10 tháng sau khi phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc mới loan tin cho biết 9 trong số 160 người đi theo đoàn đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Tin cho biết phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn có 20 quan chức cao cấp là các bộ trưởng và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo hãng tin MK News, chính phủ Hàn Quốc đã không biết gì về việc 9 thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ trốn cho tới khi có một người trong số họ đã bỏ trốn xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm 2019 và xin trở về Việt Nam thì vụ việc mới được vỡ lẽ. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khi trả lời phóng viên BBC Hàn Quốc hôm 24 tháng 9 2019 cho biết đã xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng trong chuyến thăm của phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam có 9 người nhập cư bất hợp pháp, 2 trong số họ đã trở về nước, 7 người còn lại ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Như vậy, tính đến ngày 5 tháng 11, theo thông tin của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thì 3 trong số 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc đã trở về nước, 6 người còn lại vẫn đang ở xứ Kim Chi. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa lưu ý ý kiến cần làm rõ vụ 9 người đi nhờ máy bay sang Hàn Quốc có tham nhũng hay không tại nghị trường. Trong cuộc họp về công tác phòng chống tội phạm và hoạt động ngành tư pháp tại Quốc hội ngày 4 tháng 11, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, đề xuất rằng ngành kiểm sát cần phải hoạt động ngang tầm, nhiệm vụ và rằng hoạt động tư pháp đang có các khuyết tật cần chữa trị. Trong đó có vai trò và vị trí của ngành kiểm sát nhân dân. Cụ thể, theo ông Bình Nhưỡng, Viện Kiểm sát Nhân dân có 2 chức năng tối quan trọng là thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp nhưng hiện đang không làm tốt. Ông Nhưỡng đề nghị Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông tin về một số vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây, trong đó có vụ 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc sau khi đi nhờ chuyên cơ công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng được đưa vào thời điểm toàn cầu đang rúng động trước vụ 39 người Việt Nam được phát hiện chết trong xe tải đông lạnh tại Anh, làm dấy lên những quan ngại về nạn buôn người xuyên quốc gia và trách nhiệm bảo đảm cuộc sống cho người dân của chính phủ. Vụ 9 người lén lút đi nhờ chuyên cơ sang Hàn Quốc có tham nhũng không? Ông Nhưỡng đặt câu hỏi trước Quốc hội. Chưa công bố danh tính, vụ việc 9 người đi nhờ chuyên cơ đã gây xôn xao dư luận thời gian qua nhưng danh tính của họ tới nay vẫn chưa được công khai. Vụ việc chỉ được dư luận Việt Nam biết đến sau khi đài MBC của Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 2019 đưa tin rằng có 9 người trong đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ trốn lại nước này hồi tháng 12 2018. Theo đó, đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu mang theo 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng đi riêng một chuyên cơ của Vietnam Airlines để tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn ông Moon Hee Sang.
Nhưng sau 4 ngày làm việc tại đây, theo lịch trình trong đoàn trở về Việt Nam không có tên 9 người. Sau đó, Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam nói với báo chí trong nước rằng những người này chỉ đi nhờ. Việc chọn doanh nghiệp nào đi, ăn ở ra sao tại Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam chịu trách nhiệm. 9 bộ này đã đề nghị cho đoàn doanh nghiệp đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội, theo lời ông Phúc. Những người bỏ trốn không thuộc đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không có visa ngoại giao vẫn theo ông Nguyễn Hạnh Phúc. Tuy nhiên, ông Hạnh Phúc không công bố danh tính của 9 người này. Trong khi đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì nói với báo chí trong nước rằng đây là một sự việc đáng tiếc, dù rằng Bộ đã chọn lọc rất kỹ nhưng những người được tham dự. Theo truyền thông Việt Nam, khi chuyên cơ chở bà Nguyễn Thị Kim Ngân chuẩn bị cất cánh thì đoàn phát hiện thiếu 9 người nhưng không thể đợi. Phía Hàn Quốc thì cho hay 3 người đã bị trục xuất nhưng 6 người vẫn còn ở lại Hàn Quốc và không rõ tung tích. Về giải pháp để tránh các sự việc tương tự trong tương lai, ông Hạnh Phúc nói rằng sẽ không cho đi nhờ chuyên cơ nữa. Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bên liên quan của Hàn Quốc để tìm trục xuất những người đang bỏ trốn về lại Việt Nam, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mạng xã hội nói gì? Facebooker Đình Ấm Nguyễn đặt câu hỏi tại sao phải bí mật danh tính 9 người này và gọi đây là một vụ buôn người sang trọng. Từ gần một năm nay, danh tính 9 người đi nhờ máy bay chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trốn ở lại Hàn Quốc vẫn được giữ kín. Đây là hành vi không thể chấp nhận do vụ này không chỉ sỉ nhục dân Việt Nam mà còn có khả năng là một vụ buôn người sang trọng. Một người bất kỳ đi máy bay đến bất kỳ một địa điểm nào, nhất là sang Hàn Quốc, đều phải có danh tính qua các cửa sau đây. Hãng hàng không không phải có danh sách tên, số chứng minh thư hoặc các giấy tờ tương tự để kiểm soát an toàn bay. Mỗi khi không may máy bay bị tai nạn, họ có căn cứ để xử lý hậu sự. Bất cứ chuyến bay nào khi thiếu một hành khách đã làm thủ tục cũng không thể khởi hành đến khi tìm ra nguyên nhân vắng mặt. Trường hợp đi nước ngoài ngoài danh sách hành khách của hãng Hồng Kông thì còn phải qua cửa xuất cảnh của an ninh cửa khẩu. Trong trường hợp này, danh sách người đi còn phải qua Bộ Công an phê duyệt. Khi đến nước kia Hàn Quốc thì tất cả hành khách trên chuyến bay đều có danh sách nhập cảnh vào nước ấy. Vậy tại sao đến nay mà Văn phòng Quốc hội chủ yếu bay mà không biết ai đi nhờ phương tiện của mình? Tại sao Công an không biết mình đã phê duyệt cho xuất cảnh những ai xuất cảnh trong chuyến đi đó? Tại sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư không biết được danh sách những người được mình cho đi? Đó là sự dối trá quá trắng trợn, xúc phạm dư luận của cả nước. Dù ở trường hợp nào thì đây cũng là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu bỏ qua vụ này, chính là khuyến khích việc trốn đi nước ngoài bất hợp pháp, buôn người của các nhà chức trách Cộng sản Việt Nam. Tại sao phải bí mật danh tính của 9 người này? Từ gần một năm nay, danh tính của 9 người đi nhờ máy bay chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trốn ở Hàn Quốc vẫn được giữ kín. Đây là hành vi không thể chấp nhận do vụ này không chỉ sỉ nhục đối với dân Việt Nam mà còn có khả năng là một vụ buôn người sang trọng. Một người bất kỳ đi máy bay đến bất kỳ một địa điểm nào, nhất là sang Hàn Quốc, đều phải có danh tính qua các cửa sau đây. Hãng hàng không phải có danh sách tên, số chứng minh thư hoặc các giấy tờ tương tự để kiểm soát an toàn bay. Mỗi khi không máy bay, lỡ máy bay có bị tai nạn, họ có căn cứ vào đó để xử lý hậu sự. Bất cứ chuyến bay nào khi thiếu một hành khách đã làm thủ tục cũng không thể khởi hành đến khi tìm ra nguyên nhân có sự vắng mặt đó. Trường hợp đi nước ngoài ngoài danh sách hành khách của các hãng hàng không thì còn phải qua cửa xuất cảnh của an ninh cửa khẩu. Trong các trường hợp này, danh sách người đi còn phải qua Bộ Công an phê duyệt. Khi đến nước kia, tức Hàn Quốc, thì tất cả các hành khách trên chuyến bay đều có danh sách nhập cảnh vào nước ấy. Vậy tại sao đến nay mà Văn phòng Quốc hội chủ chuyến bay mà vẫn không biết ai đi nhờ phương tiện của mình? Tại sao Công an không biết đã phê duyệt cho xuất cảnh trong chuyến đi đó, những ai trong chuyến đi đó? Tại sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư không biết được danh sách những người được mình cho đi? Đó là sự dối trá quá trắng trợn, xúc phạm dư luận của cả nước. Vậy họ phải giấu danh tính 9 người này chỉ có thể là
Những người đi trốn theo con đường sang trọng và an toàn nhất này đã nộp cho những kẻ tổ chức những khoản tiền rất lớn. Những người này là người thân, con cháu, những yếu nhân làm chủ chuyến bay, những cán bộ, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc gia. Dù ở trường hợp nào thì đây cũng là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu bỏ qua vụ này chính là khuyến khích cho việc trốn đi nước ngoài bất hợp pháp, buôn người của các nhà chức trách Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.